tạ muôn dân, đa tạ muôn dân. Đội ơn hoàng thượng. Được sao?
là ông sao? Sao ông không yên phận với lẽ của đất trời? Thưa ông, nhà có gia đạo, nước có quốc pháp, chống nối nghiệp tổ tiên, thay trời hành đạo. Dù là ai thì cũng phải tuân thủ theo phép đất luật trời. Hay, hay lắm. Con cháu họ Trần nói năng thật khí phách, nhưng nhà vua có biết ông nội của nhà vua đã lấy đi của ta tất cả không? Giặc dữ đang tàn phá giang sơn Đại Việt, người nông phu còn biết lo cho dân cho nước. Ông sư kia vốn là trọng thần của triều đình, có lẽ nào ông lại ham muốn cái ngai vàng đến thế không? Nỗi oán hận ấy ta đã mang xuống dưới 9 tầng địa ngục. Tổ đồ xưa đã cướp của ta mà trao cho ông nội ngươi tất cả. Giang sơn hãy thay cha ông lừa bằng mà trả lại ngai vàng cho ta. Thưa ông, nếu ông muốn, con sẽ trao cái ngai vàng cho bá phụ của con. Hay, hay lắm. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Ngai vàng, ngai vàng đối với ta nát mà thôi. Ngai vàng để làm gì? Ngai vàng để làm gì? Thành gương của dòng họ, giờ là lúc con phải trả hận cho ta rồi đó. Hãy lấy đầu của nhà vua non trẻ mà đặt lên bàn thờ của tổ phụ. Làm đi, làm đi. Con không thể tắm máu của quan gia và thượng hoàng. Ông ơi, sao ông không nghĩ đến sơn hà xã tắc ông ơi? Vậy là cháu không nghe lời ta. Ông dạ, trình quan gia. Vương huynh, huynh đến đi. Dạ. Huynh đứng lên đi. Dạ, đa tạ quan gia. Tâu quan gia, được tin quan gia đem quân hội chứ, thần không kịp nhanh đón, cũng chỉ vì lo đủ gỗ làm cọc mà quốc công kiết dưới hết đã giao phó cho thần. Thật may cho giang sơn Đại Việt ta lại có các vị tướng tài giỏi, hết lòng vì dân, vì nước như Vương huynh. Mời huynh. Dạ. Huynh ngồi đi. Ba phủ đã để Vương huynh trông coi nơi cửa ngõ phiên dọc sang sơn giúp chấm. Chấm yên lòng lắm. Quả là báo phủ có con mắt tinh tường, biết nhìn xa trông rộng, đặt Vương huynh vào đúng chỗ của mình. Dạ, tâu quan gia. Như vậy là cả quan gia và cha thần vẫn tin ở thần ư? Tin chứ.
Không tin thì làm sao thượng hoàng và chấm lại phong cho bá phụ chức quốc công tiết chế? Không tin thì làm sao vương huynh được trấn giữ ở đất này? Huynh là người một lòng một dạ với Giang Sơn xã Tắc, cùng chung một dòng máu Đông A. Chấm tin người như bá phụ và vương huynh sẽ không bao giờ làm chuyện phản nghịch. Nếu bá phụ và vương huynh muốn quốc ai vàng thì Giang Sơn này chấm sẽ sẵn sàng từ bỏ. Đợi dẹp xong giặc dữ, non sông bình yên, chấm sẽ nhường ngôi. Đã bấy lâu nay, hẳn phải chịu nỗi ấm ức trong tim.